Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thêm nay thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 1.898 đô la Mỹ trên một ao. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.894,69 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.900,82 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 102,300 điểm sau khi đã giảm rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 18.800 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 3,467% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch ở mức 78,230 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo các chuyên gia kinh tế, hiện đang có tỷ lệ đồng thuận khá cao về khả năng Fed chỉ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 2 tới đây. Trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI tháng 12 năm 2022 giảm xuống còn 6,5%. Một mức giảm mạnh so với tháng trước là 7,1%, điều này cho thấy lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt. Thị trường bắt đầu kỳ vọng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ giảm mức tăng lãi suất trong thời gian tới. Theo CME, các chuyên gia kinh tế hiện đang có tỷ lệ đồng thuận khá cao về khả năng Fed chỉ tăng lãi suất 0,25% vào tháng 2 tới đây. Điều này sẽ giúp giá vàng tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2023. Phiên giao dịch hôm nay, giá vàng trên thị trường thế giới có lúc đứng ở mức 1.900 đô la Mỹ trên một ao, tương đứng mức giá khoảng 54,2 triệu đồng trên lượng. Theo Suki Cooper, chuyên gia kinh tế ngân hàng Standard Chartered cho biết, hiện lợi suất thực giảm và đồng đô la Mỹ giảm đang hỗ trợ giá vàng tăng mạnh mẽ. Còn theo Jeff Regulat, giám đốc điều hành quỹ Double Ride Capital cho biết, đây là thời điểm hợp lý để mua vàng. Vì giá vàng đang bước vào xu hướng tăng giá, Fed sẽ phải quay xe về chính sách lãi suất và cung tiền được bơm ra trong năm 2023. Những yếu tố này đang đem lại lợi thế cho vàng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên trưa chiều ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước cũng quay đầu tăng khá mạnh, cùng với xu hướng đi lên trên thị trường vàng thế giới. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,22 triệu đồng trên lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,40 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,20 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67 triệu đồng trên lượng, tăng nhẹ 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra, còn với chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Với giá nhận một số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại quay đầu giảm nhẹ so với phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Thời điểm này tăng 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, đang được mua vào ở mức 53,70 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 54,70 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.602 đồng trên 1 đô la Mỹ, như vậy là không có thay đổi so với phiên hôm qua. Còn với giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì cũng không có thay đổi so với phiên ngày hôm qua, hiện tại đã được mua vào phổ biến trong khoảng 23.260 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.610 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do phiên này tiếp tục giảm nhẹ, hiện tại đang được mua vào mức 23.390 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.450 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 35 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.640.000, bán ra 6.722.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000,
tăng 10.000 ở chiều bán ra, còn với chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.610.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, còn với chiều mua vào không có sự thay đổi. Phú Quý SJC mua vào 6.630.000, bán ra 6.720.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào, tăng 25.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.635.000, bán ra 6.718.000, tăng 15.000 ở chiều mua, tăng 23.000 ở chiều bán. Mỹ Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.700.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.610.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.640.000, bán ra 6.722.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này cũng được điều chỉnh tăng mạnh 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.640.000, bán ra 6.722.000. STC Huế mua vào 6.637.000, bán ra 6.723.000. STC Bình Phước mua vào 6.638.000, bán ra 6.722.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000. STC Long Xuyên mua vào 6.642.000, bán ra 6.725.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.640.000, bán ra 6.722.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.638.000, bán ra 6.722.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại tăng nhẹ trong khoảng từ 62 đến 150.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 6.200 đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy ở mỗi loại vàng, và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.370.000, bán ra 5.470.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.370.000, bán ra 5.480.000. Cùng tăng 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra với hai loại vàng này. Vàng 4 số 9 mua vào 5.350.000, bán ra 5.430.000, tăng 5.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán. Vàng 24K mua vào 5.246.000, bán ra 5.376.000, tăng 14.800 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 3.887.9000, bán ra 4.087.9000, tăng 11.200 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.981.000, bán ra 3.181.000, tăng 8.700 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 10K mua vào 2.079.5000, bán ra 2.279.5000, tăng 6.200 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.